là nó như nó nằm thì mé mé vậy đó, nó không nằm dưới nước đâu, nằm mé mé vậy đó. Rắn thì nằm dưới nước mà cá lòi là nằm mé nước. Đấy, ê chưa hay quá hùng. trận không trượt phần nào, được năm cái đầu á, đừng có năm cái che đuôi chạy nhá, chạy rồi ha, mà bánh bao đâu, quay 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 coi chạy là hơi bị lớn ấy, cái thằng lòi này coi chừng nó chạy mất rồi, nó nhảy đó. Ui vậy, ui hùng phải không, hay chưa nghệ sĩ của các. Từ từ vô vô hành dí cổ nó mà phát là chạy mất rồi. Đây khúc cá to lắm, to bay. Ê, đây đây đây. Thấy không? Đây đây đây. Ê, nó chạy vô. Chìa này đâu đứa chìa đây. Ôi rồi bắt được rồi, bắt được rồi. Hay quá. Đây. Con này bẻ cây đó, bẻ cây đó mà nó chạy. Nó đang nổ mê. Ngon ngon. Thỏ lòi to thù lù. Ngon rồi, ngon rồi. Con phải lấy nó chạy chút xíu, chưa kịp làm gì nữa chạy. Do mình động á. Cái em nó nằm ý mà. Con này nó bị tai điếc. To, còn to. Hùng hay quá, bắt được con cá kìm. Xỉa hay. Con cá kìm to vỡ trời. Nước mà xỉa phát một dính vậy. Có cả cá kìm tí ta nước cá kìm luôn. Để ý nha, từ đây có thò lòi nha. Hùng, hùng, hùng đó. Ừ, nó đó. Hùng xoay chậm quá, phải xoay trước. Từ. To. Ý. Trượt rồi. Nó to đó. Không, bắt cái này là cứ phải đè đầu nữa cơ. Đè đầu cơ. Cái mình nó trơn đó. Đâu. Đó, lòi xuống bắt luôn. Đây, cái này không bắt được, cái này phải xỉa mà. Được á. Từ rồi dính hay quá Hùng ơi, phải hơi nhiều ấy, mấy em rồi, ba em thấy không, rút không. Ừ, con này bằng con kia, con thù lù lù nãy. Phải là đi về luôn. Giờ cảm thấy không cơ? Rồi, rồi, từ từ. Xử lý nhân hụt, chặt cú nhân hụt. Hai đèn xo luôn đó. Từ. Mày hay quá. Chạy qua mày. Hay quá. Chém trượt á, con đó chém trượt á. Chém rồi trượt luôn, dính một rồi, dính một rồi ấy. Ừ. Chạy thả máy. Hay rồi quá. Rồi cái này bỏ nó vô. Rồi cái chừng ướt của anh. Ngon rồi. Dính một mắt. Chém trượt thôi. Trong kia con bự theo bác à. Đó. Không. Vâng. Sao vô được. Đấy, đi rồi lại. Con bự lắm. Bác cứ từ từ. Từ nhẹ nhẹ thôi thôi. Rồi nhưng mà không vô được hết cạn rồi. Lội thôi. Lội nhẹ nhẹ đi. Từ từ thôi. Động nó chạy á. Nhẹ không. Nhẹ nữa thôi. To lắm. Con này to lắm. Chắc phải to nhất. Ra ra cái đầu này soi cho nó. Rồi. Ây chạy rồi.
Đây 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 đây. Vô hang rồi, vô hang rồi. Cái đầu chắc thế chứ. Vô hang hả? Đừng không lượm được cái đầu. Vô hang hả? Đây này, chỗ này nè. Rồi hang rồi. Đúng rồi, hang rồi, rồi đúng rồi. Ấy. Phụt rồi. Thôi lên. Thôi lên 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 lên. Nó vừa nằm ngay cái miệng hang thì ba vô quá. Thôi lên. À, con đó bự á. Bữa nay là không có rắn rồi. Đúng không? Con đi bắt rắn được mà con rắn. Rồi. À, từ. Còn không? Còn không? À, thấy rồi. À thấy rồi, đó đúng rồi. Được con bám lấy cái rễ rồi kéo nó vô. Con nó được không ơi? Được không? Được. Đây còn to này. Đây còn vừa sượt đây. Hai con luôn đó. Con vừa sượt rồi. Giữa. Đến rồi. Hay quá. Rồi, con vừa sượt rồi, nó không lạch đâu được. Con này kiểu dính chảy máu đầu rồi. Con nhỏ cái tha. Rồi buông. Con nhỏ số hề chứ chả. Do con nhỏ nó mới chết á. Đúng rồi, do con nhỏ. Không có con nhỏ nó là nó chưa chết. À, bữa nay thôi. Đây con đây nè, to. Đây còn thù lù nữa nè. Đúng rồi, à, con này vừa sẵn. Dưới đây được. Rồi, bắp lên nó. Chết mày, hay đó. Quá. Ui, gì hay quá bạn ơi. À. Hay quá. Giờ này không trượt phát nào đó. Hai con này cũng mừng vậy. Hay là con này vừa sánh không? Không biết con nào chứ. Hai con thủng luôn. Không trượt phát nào đâu. Thành chuyên nghiệp rồi đó. Đồ ăn này là gì đó. Ui, đâu con bự chưa? Hả? Ok, ba lên tí. Lên tí kéo cây vô. Ok. Con này to ghê. Con thấy không? Nhẹ thôi. Rồi. Con này quá thiệt. Bám cây. Rồi nên ra ngoài. Con kéo cây vô. Phải kéo cây vô nó gần xỉa cho nó chắc xỉa. Luôn. Rồi, dính rồi. Ngon. Kéo cây để nó chạy mất. Nhìn đầu không? Ơi. Còn nữa này. Cứ ấy con đó đi đã. Bắn nó con này về nhé. Nhiều quá này. Chứ nghe trang phẩm đó, Giang Hùng nó bắt luôn. Nhiều quá mai ăn tiếp. Cứ giữ ghe cho nó đi. Đứng xuống bắt cho nó ngon. Ghe lại. Chết mày với anh. Đúng không? Để tao ken vô tao lấy cho. Đâu mà đi đây, ui trời từ đây kia quá trời luôn kìa. Có không? Bay luôn. Bơi nhóc. Nhiều hú ơi. Tao có bơ kìa. À, trong đây cả bay luôn. Ngoài kia thì không thấy đâu và vào đây thì nhiều quá. Ú, con này to hơn không ơi. Ừ. To hay bắt, nhỏ bắt. Bắt nữa rồi. Vô cái bắt nữa không hay về? Được bao nhiêu con rồi? Chục con rồi, à 7-8 con rồi nữa. Thấy. Đó là 7 á. Sống bây giờ. Rồi leo lên ghe. Được về không? Về. Đủ rồi phải không? Đủ rồi đây. Các cú bỏ trong cái bào mình vợt đó con. Rồi không sao đâu con. Rồi nó nhảy đó. Nhảy qua khỏi thùng luôn á. Thùng mấy nó mới nhảy rồi. Đầy đồ nó mới nhảy rồi. Cái thùng này vô tư. Chết không? 8 con. Có con chết. 9 con sao á? Mấy con xỉa đầu rồi chết rồi. 6 con nè, 8 con nè. Con này cũng chết là nướng đi. Ừ. Này to ghê. To nhất luôn ạ. Con này còn sống không? Thank you.
Con rò này to bằng 3 ngón tay ha. Ừ. Con này hai con to hai lạng đó. Ừ. Bá chảy hơn. Con đó là hơn nửa ký rồi đó.